Bình Dương muốn tiêm thí điểm vaccine Nanocovax cho 200.000 người. Do số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong khi lượng vaccine hạn chế, Bình Dương đã gửi văn bản xin được tham gia tiêm thí điểm vaccine Nanocovax. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chiều nay vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Y tế về việc xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3. Vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phát triển từ tháng 5 năm 2020, dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Trước khi thử nghiệm giai đoạn 3 từ ngày 11 tháng 6 năm 2021, vaccine này đã trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Ở giai đoạn 3, vaccine Nanocovax sẽ được tiêm thí điểm từ giữa tháng 6 năm 2021 và dự kiến kết thúc trong tháng 8 năm 2021. Trước đó, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề xuất được tham gia tiêm thí điểm vaccine Nanocovax cho nhân viên và công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nếu được Bộ Y tế đồng ý, tỉnh này sẽ cho phép Liên đoàn Doanh nghiệp được tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine cho 200.000 tình nguyện viên là nhân viên và công nhân của các doanh nghiệp và hiệp hội thành viên tại tỉnh Bình Dương. Bình Dương hiện là địa phương có số lượng công nhân chiếm gần một nửa dân số tỉnh, khoảng 1,2 triệu người. Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này chủ yếu liên quan đến đối tượng là người lao động. Trong khi đó, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh chỉ mới tiêm được hơn 97.000 liều vaccine và đang triển khai tiêm tiếp 285.000 liều từ nguồn phân bổ của Bộ Y tế. Hiện địa phương cũng đã lên kế hoạch tiêm vaccine cho trên 95% người dân trên 18 tuổi, tổng nhu cầu 3,2 triệu liều. Tuy vậy, hiện nay số lượng vaccine để thực hiện kế hoạch vẫn chưa đáp ứng được. Tính đến tối nay, ngày 2 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận hơn 17.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ hai cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh.